Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn từ khắp mọi nơi gửi về trong nước cũng như là ngoài nước luôn. Thì các bạn và các cô chú anh chị nào mà có những câu chuyện ma đó mà muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho những người khác cùng nghe đó, thì nếu mà các cô chú anh chị ở nước ngoài có thể gửi về một cái mail của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Đó, thì khi mà các cô chú anh chị gửi về đó thì mình sẽ con sẽ đọc lại, con sẽ kể lại cho mọi người khác cùng nghe. Còn nếu mà những bạn ở Việt Nam á, thường thường là kênh của mình á, các bạn ở Việt Nam thường thường là gửi qua Zalo, thì cái kênh cái số Zalo của mình á là 0938773799. Thì khi các bạn gửi về Zalo là mình cũng sắp xếp mình đọc lại và mình sẽ kể lại cho những người khác cùng nghe. Nhưng nếu mà các bạn thấy mà nhắn tin Zalo nó lâu quá đó thì các bạn cũng có thể là ghi âm lại và các bạn gửi cái file ghi âm nó qua cho mình bằng Zalo, thì mình cũng sẽ kể lại cho những khách cùng nghe mọi người ha. Thì cái video này đó là mình làm trong cái thời gian này á, là vợ mình cũng đã sanh em bé rồi nên mình không có nhiều thời gian để mình kể chuyện, nên mình cũng xin phép mọi người là mình bỏ qua cái chương trình là đọc tên những bạn đã comment nhanh nhất trong cái video trước, tại vì trong cái thời gian này đó là mình không có kể chuyện một cái cách nó cụ thể, tại vì có khi là có ngày mình rảnh đó là mình sẽ kể hai ba tập chuyện luôn và mình để dành mình đăng trong vòng tuần lễ đó. Thì khi mà mình làm như vậy đó là mình sẽ không có mình không có điều kiện để mình đọc tên những bạn đã comment sớm nhất trong những video trước, thì mong là các bạn và các cô chú anh chị thông cảm giùm mình ha. Thì các bạn ơi, các bạn có thể là dành thời gian ra khoảng tầm 2 giây đó, các bạn có thể đăng ký kênh của mình để mình cái kênh của mình nó càng ngày càng phát triển hơn. Thì khi các bạn đăng ký như vậy đó thì mọi người khác sẽ biết tới kênh của mình nhiều hơn. Khi mọi người đăng ký đó thì YouTube nó sẽ thấy là kênh mình kể chuyện có nhiều người đăng ký, thì họ sẽ ưu tiên những cái video của mình lên trên hàng đầu luôn. Thì những bạn khác đọc được, những bạn khác thấy được, thì những bạn khác có những câu chuyện ma hay thì sẽ gửi về cho mình để mình sẽ tiếp tục mình đọc lại và mình kể lại cho mọi người cùng nghe. Đó, thì mọi người góp một chút xíu thôi, bỏ tầm 2 giây thôi, thì mọi người đăng ký như vậy thì cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển và nó càng rộng rãi hơn, thì nó càng có những câu chuyện ma hay hơn để mình kể lại cho mọi người cùng nghe. Rồi hôm nay ngắn gọn vậy thôi, mình sẽ tiếp tục mà mình sẽ bắt đầu cái câu chuyện luôn. Thì cái câu chuyện hôm nay á, nó có cái tựa đề là quay phim người tự tử. Thì đây là một cái câu chuyện mình khi mình đọc lại nó rất là dài và nó cũng rất là hay luôn. Nó rất là hay, mình đọc lại và mình cảm thấy rất là xúc động. Yếu tố kinh dị thì nó cũng ít thôi nhưng mà nó rất là xúc động. Cái câu chuyện này là câu chuyện có thật cho một anh tên là Khải, năm nay đã 29 tuổi rồi và đang hiện tại đang sinh sống ở Điện Bàn, Quảng Nam, đã gửi về cho mình cái câu chuyện này đã xảy ra vào 2 năm trước rồi. Thì anh có nói là anh gửi chuyện cho mình là lý do tại sao anh gửi chuyện cho mình. Thì khi mà anh nói cái ngày hôm đó là cái ngày đám giỗ của cái người bạn thân của anh là anh Trung, thì cái anh Trung này cũng xuất hiện trong câu chuyện này luôn. Thì câu chuyện này là một câu chuyện nó xảy ra và nó mang đến một cái chết thương tâm của anh Trung này. Thì khi mà qua nhà anh Trung đám giỗ và thắp nhang xong đó thì anh mới đi ra ngoài đằng trước nhà, anh ngồi anh bấm điện thoại, anh coi YouTube, anh lướt lướt chơi thôi. Thì anh vô tình anh thấy mình ngồi mình kể chuyện ma như thế này và anh bấm vào anh xem. Đó, và khi anh bấm vào anh xem vậy là anh mới nảy ra một ý định là anh sẽ gửi câu chuyện của chính bản thân mình và người bạn thân nhất của anh là anh Trung đã trải qua để gửi về cho mình để mình kể lại cho mọi người nghe, để mọi người rút được một cái bài học rất là quan trọng ở trong cái cuộc sống và nhất là những chuyện tâm linh luôn. Thì thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào chuyện luôn ha. Câu chuyện này á, nó xảy ra rồng vào một cái buổi tối vào năm 2017. Đó. Thì anh Khải và anh Trung này, hai anh này á, là mới đi đá banh, mới đi đá banh từ ở trên trung tâm về, bắt đầu là hai người này đó bắt đầu là chạy xe Honda về tới về nhà. Thì nhà của hai người này rất là gần nhau luôn, cách nhau tầm khoảng mấy trăm mét thôi, khoảng tầm một cây số thôi. Thì khi mà chạy xe về đó thì muốn về tới nhà anh đó là bắt buộc hai người này là phải đi qua một cái cầu, và một cái cầu này nó rất là dài và nó cũng rất là cao đó. Thì khi mà anh Trung là cái người chở và anh Khải là cái người ngồi sau, thì khi mà tới gần tới cái dốc cầu rồi đó thì anh Khải nhìn từ xa xa đó, anh Khải thấy có một người phụ nữ đang đứng ở trên thành cầu. Thì khi mà thấy như vậy thôi á là anh Khải nó biết rồi, cái người phụ nữ này đang có ý định là sẽ tự tử. Chứ nếu mà đứng hóng mát đứng chơi, tại vì cái tầm tối này là lúc này là cũng đã 10 giờ 11 giờ đêm rồi đó, có ai là một người phụ nữ nào mà tự nhiên đứng ngay trên cầu, ví dụ như đứng ở cái cầu cái dấu hành lang đứng nhìn ra thì không nói đi, còn cái này cái người phụ nữ này là đứng ở trên cái lan can luôn, đứng ở trên cái hành lang, là đứng ở trên là chỉ cần ngã một chút xíu thôi là rớt xuống dưới sông luôn, mà cái cầu này xây rất là cao nữa.
Thì khi mà anh Khải thấy vậy là anh Khải biết rồi, đây là một người có ý định đang là tự tử. Thì anh Khải anh mới khiều anh Trung và anh mới nói là ê Trung, mình như là nhỏ kia nó tính nhảy sông tự tử mày ơi, thôi giờ tao mày lại coi tìm cách nào kéo nó vô chứ để cứu người chứ để người ta nhảy cầu người ta chết nữa. Thì cái anh Trung này anh cũng thấy vậy và anh cũng im, anh cũng chạy tới gần là tầm khoảng 50m 40m đó là anh dừng lại đó, anh dừng lại rồi xong rồi cái anh Khải này em hỏi ủa sao thì mày dừng đây, nó thì giờ mày lại mày chạy lại mày anh Trung anh nói thì giờ mày chạy lại mày cứu đi chứ bây giờ chạy gần nó quá nó thấy mình chạy lại nó sợ hay là sao đó rồi nó nhảy xuống luôn là chết luôn. Mà bây giờ mày ở đây mày đi bộ từ từ lại mày vừa đi mày vừa khuyên ngăn người ta để cho người ta đừng có nhảy. Thì lúc này anh Khải anh cũng nghe vậy cũng hợp lý và anh bắt đầu là anh từ từ anh leo xuống xe và anh đi bộ lại. Thì khi mà anh leo xuống xe anh thấy ủa sao thằng Trung nó không xuống đó, anh Trung anh không xuống mà nói ủa Trung sao mày không xuống mà đi chung với tao. Thì cái anh Trung này mới nói thôi để tao đứng đây mày ơi, đi hai ba thằng lại mất công nó nhìn nó sợ tao với mày làm gì nó nữa rồi nó nhảy thiệt thì chết, thôi để tao đứng đây cho đó, mày đi tao đứng đây tao quay phim lại đó. Anh Trung này nói là tao đứng đây tao quay phim lại tao đăng Facebook tao nói ngày mai nói thằng Khải là anh hùng cứu mỹ nhân này nọ cứu người tự tử đâu mất công là có thể là mày nổi tiếng làm sao đó. Thì anh Khải anh nghe vậy anh cũng bực bội lắm mà thôi đang kiểu như là gấp rút á mọi người nên anh cũng không có để ý tới nó, thôi mày cũng làm gì mày làm đó. Rồi anh Khải này anh mới bắt đầu là anh mới đi lại cái chỗ cái người cô gái này và đi từ từ lại cách đó 50m mọi người ha. Cái anh Trung này đó anh vẫn ngồi trên chiếc xe đó và anh cầm cái máy ảnh quay phim đó, anh quay phim lại. Thì khi mà cái anh Khải này nha, lúc này anh tới gần cô gái anh cũng vừa đi anh cũng vừa nói là thôi em ơi có gì đâu mà em đứng trên đó em đi định tự tử hay gì hay em đứng không mát mà em đứng không mát đứng như đó cao quá à, nguy hiểm quá mà nếu mà em có ý định tự tử thì thôi em leo xuống đi có chuyện gì từ từ nói đó, chứ em còn trẻ em còn đẹp quá mà em nhảy xuống em tự tử vậy là không có được, kiểu như là khuyên tìm cách là khuyên răn cái người con gái này ha. Thì cái người con gái này vẫn đứng đó, anh Khải nói là người con gái này vẫn đứng đó và đứng nhìn cái mặt thì nhìn xuống dưới sông mà đứng im đứng không có nhúc nhích luôn, nói chung là coi như là không có nghe được, giống như là không nghe được anh Khải nói vậy đó. Thì anh Khải này cũng mới đi từ từ lại đó và rất là gần rồi, lúc này là chỉ còn tầm khoảng 1m thôi, 1m thì chỉ cần mình với cái tay thôi là tới cái người con gái này rồi ha. Thì anh Khải mới có ý định là sẽ giơ cái tay là choàng qua cái eo của cô gái này để mà nắm cô gái vô đó, đứng từ sau choàng cái chàng qua cái eo ôm cái bụng và đẩy cô gái này vô đó. Thì khi mà anh tới gần như vậy thì anh chuẩn bị cái ý định là anh choàng cái tay qua là nha, thì cái cô gái này tự nhiên là ngã người và nhảy xuống sông đó, và ngã người xuống và rớt xuống luôn. Thì trong cái khoảnh khắc mà cô gái này ngã xuống như vậy đó thì do là anh là đàn ông con trai mà chơi thể thao chơi đá banh nữa nên cái phản xạ của anh rất là nhanh luôn. Thì anh khi mà anh mới vừa thấy vậy là anh chờm lại liền đó, anh chờm lại mà để anh ôm cô gái liền. Nhưng mà anh nói á, khi mà anh chờm vậy đó, nếu mà người bình thường á là anh đã ôm được cái heo rồi, tại vì anh phản xạ rất là nhanh mà cái khoảng cách của anh đứng ở đó rất là gần nữa. Nhưng mà nó rất là kỳ lạ là khi mà anh choàng cái tay qua anh ôm em cô gái này á thì giống như là anh choàng vào không khí vậy đó, anh choàng xuyên qua người cô gái này luôn đó, anh choàng xuyên qua người cô gái luôn. Mà cô gái này là anh thấy hình ảnh cô gái này rớt xuống đó, rớt xuống vậy. Nhưng mà tại vì khi mà choàng qua vậy mà nó xuyên qua vậy đó là lúc này là trong đầu anh suy nghĩ tới liền luôn rồi, đây là ma chứ không phải là người nữa rồi đó. Thì anh mới hoảng sợ quá và anh lết anh té xuống đó, anh lết lại chỗ chung chỗ của cái anh Trung đang đứng quay phim đó. Thì khi mà lết tới vậy anh Trung anh thấy vậy anh mới rồ ra, anh chạy gần lại, anh mới rồ ra, anh vừa cầm máy quay anh vừa rồ ra để anh chạy gần lại. Anh nói gì mày sao tự nhiên nhỏ nó nhảy rồi. Thì anh Khải mới nói trời mày ơi không phải là người, ma mày ơi không phải là người đâu, thôi lên xe chạy. Là anh Khải chỉ nói tới đó thôi, là phóng trên xe liền, nó hơi chạy Trung ơi, chạy lẹ ma chạy lẹ đi đó. Thì anh Trung này anh khi mà anh nghe vậy xong anh cũng hoảng loạn là anh tắt máy, anh nhét máy vô túi là anh rồ ra anh chạy một phát một là về nhà luôn đó. Thì khi mà về nhà, lúc là về nhà anh Khải trước, tại vì nhà anh Khải là nằm trước nhà anh Trung, thì mới tóc vô nhà anh Khải là bỏ anh Khải xuống là anh Trung tính đi về á. Nhưng mà tới đó ngồi trước nhà và anh Trung mới hỏi đấy gì vậy ba, mày cứu không được thì thôi chứ ma cỏ gì, bây giờ nó tính nhảy rồi mày cứu đâu có kịp đâu, làm gì ma cỏ gì đó. Thì anh Khải đem nói không mày ơi, cái này không phải, cái đó là không phải là người đâu, ma đó tao choàng cái eo nó mà tiện tao ôm xuyên qua nó luôn, như tao ôm vô không khí vậy đó là tao thấy nó rớt xuống luôn. Mà nếu mà là người đó thì khi mà rớt xuống như vậy là mày phải nghe một cái tiếng tủm
đó thì một cái vật nặng, một cái con người mấy chục ký rớt xuống nước là phải nghe một cái tiếng tủng chứ. Nhưng mà rõ ràng hồi nãy mày có nghe không? Chứ tao tao không có nghe đó, tao không có nghe một cái âm thanh gì là giống như là nó rớt xuống sông hết trơn á, cái đó là ma chứ không phải là người. Thì cái anh Trung đó, mày tào lao quá mày ơi, thì tự nhiên ma ma mà sao hai thằng thấy, dụ như thấy mình mày thấy thôi chứ tao đây tao đứng tao thấy tao quay phim mà trong điện thoại tao còn thấy nữa nè. Nó tao thấy rõ ràng là mày lại gần nó, mày khi mà mày tính ôm nó là nó nhảy xuống trước khi mày ôm, rồi mày ôm không kịp rồi nó mày ôm hụt nó, tao thấy bảo mày ôm hụt nó rồi nó mới nhảy xuống mà. Đó thì hả anh Khải này nói là không không, tại vì nếu mà rớt xuống là phải nghe cái tiếng tủm liền. À, nếu mà bây giờ mày nói mày quay phim lại đúng không, thì mày đem cái điện thoại mày ra coi 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 là có nghe cái tiếng tổng hay không đó. Thì khi mà bắt đầu anh Trung nói ừ, để tao đem cái máy ra để tao cho mày coi nè, thì mở bắt đầu là mở cái video đó lên đó, mở mở cái video đó lên là bắt đầu là coi. Thì khi mà nhìn như đó là thấy rõ ràng là anh Khải này, tới cái đoạn anh Khải này đi bộ lại gần nè, rồi choàng tay, thì lúc mà choàng tay đó là cả thân hình anh Khải này đã che cô gái lại rồi, nên không có thấy được cái cảnh là anh Khải là choàng hụt và choàng xuyên qua người cô gái này đó, mà chỉ thấy được cái cảnh là anh Khải tới gần, anh Khải vừa chuẩn bị giơ tay lên là cô gái này mà reo mình xuống 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 dòng sông liền đó. Thì anh Trung nó đó thấy chưa, rõ ràng là mày chụp hụt nó rồi chứ làm gì ma cỏ, thấy rõ ràng trong video ma, làm sao mày quay phim này được, mày bị khùng á, mày chụp hụt nó rồi bây giờ nó nhảy xuống sông rồi, thôi vậy thôi được rồi, có gì về ngủ đi rồi sáng mai đi báo công an đó, giờ cũng phi lơ phi lắc rồi, chỗ công an nó cũng đóng cửa rồi đó. Thì anh Khải này anh không kiểu như là bằng chứng trước mặt vậy rồi cứng họng không có cãi được, nhưng mà trong đầu anh Khải dứt quyết chắc chắn đó là ma, tại vì đích thân anh Khải đã trải qua cái cảm giác là ôm xuyên người cô gái này, và anh Khải khẳng định trong đầu mình là ma. Nhưng mà tại vì thằng bạn mình nó cãi dữ quá, mình không có nói lại một cái miệng đó được đó, nên anh Khải là thôi mày về đi đó, nhưng mà tao nói rồi đó là ma chứ không phải là người đâu nha, mày về mày coi mày xóa cái khúc phim đó đi. Trời ơi, ma cỏ mà mày quay phim thì lỡ có chuyện gì sao khùng điên gì đâu á. Thì anh Trung nói tao về tao xóa. Lúc đó là cũng hơn 12 giờ rồi đó. Rồi bắt đầu là anh Trung mới chạy về nhà. Sáng ngày hôm sau đó, anh Khải này anh mới bắt đầu là anh gọi cho anh Trung để ý định là hỏi là mày có xóa cái video đó chưa đó. Rồi tính là hai thằng bắt đầu là dắt tay nhau đi lên trên công an để mà báo tin có người tự tử vậy đó. À, thì khi mà gọi á, thì cái số điện thoại của anh Trung là khóa máy à, thì anh Khải mới nghĩ là chắc là bận công việc gì đó, thôi để chút xíu nữa gọi. Thì anh Trung cũng ở nhà cũng lu bu công việc này nọ đồ, cái là quên mất tiêu luôn à, quên mất tiêu cái chuyện mà cái hồn ma đó, rồi quên mất tiêu cái chuyện mà đi gặp anh Trung luôn. Thì 2-3 ngày sau đó, thì ở bên nhà anh Trung, ba mẹ anh Trung mới chạy qua bên nhà anh Khải này, là mới nói với gia đình anh Khải là tại vì hai đình cũng chơi thân với nhau đó, cũng nói là sao không biết tại sao mà từ khi thằng Trung nó đi với thằng Khải cái đêm bữa đó về là nó khùng khùng điên điên luôn. Bây giờ nó ở nhà nó đập đồ đập đạc gì, nó đập tùm lum hết trơn á. Anh chị với thằng Khải coi qua coi làm sao rồi, hay là giờ đưa lên bệnh viện tâm thần hay sao, chứ giờ nó cứ khùng khùng điên điên hoài à, nó cười nó nói mình nó hoài đó. Thì bắt đầu là anh Khải nghe vậy là anh mới chột dạ liền đó. Lúc này anh chột dạ rồi nha, bắt đầu là thôi gia đình bắt đầu là kéo vào bên coi anh Trung như thế nào. Thì khi mà qua bên đó đó, thì anh Khải mới nói là khi mà gặp anh Trung á, là anh Trung gặp ai cũng sợ hết, là y như một người mà bị bệnh tâm thần rồi, có lúc là y như một đứa trẻ con vậy đó, gặp ai cũng sợ hết, la hét này nọ đồ đó, rồi đập đồ đập đạc, rồi ngồi khóc bù lu bù lo ăn mình đó. Mà có một cái điểm này nó rất là kinh dị á, là cứ thấy dụ như ở đó mà có ai mà cầm điện thoại ra bấm hay là bắt đầu là nghe điện thoại á, là hả anh Trung này rất là giận dữ luôn, bay lại là tính chụp cái điện thoại là để đập cái điện thoại á nha, bay lại tính chụp cái điện thoại là để đập điện thoại liền đó. Là một cái điểm đó là anh thấy rất là kỳ lạ, là tại sao là mà bình thường ví dụ như đập đồ đập đạc thôi mà cứ ai mà cầm điện thoại là bắt đầu là hung dữ, ví dụ như gặp người là sợ, nhưng mà khi mà người ta móc điện thoại ra là hung dữ, chạy lại là tính giật cái điện thoại đó để mà đập cái điện thoại. Lúc này đó anh Khải mới nói, anh mới kể lại cái sự việc mà tối hôm đó gặp cái người mà có ý định tự tử như vậy đó, mà anh Khải thì cho đó là ma, còn cái anh Trung thì cãi á. Thì lúc mà cãi lại cho gia đình nghe xong là anh Khải mới đi vô đó, mới đầu là lục trong phòng của anh Trung, coi là đi kiếm cái điện thoại để coi cái điện thoại đâu rồi, để coi thử coi là trong cái nó xóa cái video đó chưa, và nếu mà chưa xóa thì mở lên coi mà coi trong video nó có cái gì, mà lý do tại sao mà tự nhiên thằng Trung nó khùng khùng điên điên luôn. Thì khi mà cố gắng kiếm á, anh Trung ở anh Khải anh mới kiếm được cái điện thoại, nó nằm ở dưới cái kẹt tủ, nó nằm ở dưới kẹt tủ mà nó bị bể nát hết trơn luôn. Một cái điện thoại mà kiểu cũng dạng đời mới á nha, kiểu như là smartphone đó nha, đó là bị đập nát luôn
đó. Thì anh Khải mới hỏi hỏi gia đình, hỏi mẹ của anh Trung là ủa sao nó đập nát cái điện thoại vậy. Thì mẹ của anh Trung mới nói là không biết nữa. Tự nhiên cái tối, ngay cái tối hôm đó đó, mà khi mà nó đưa Khải về nhà xong, nó qua đây á, thì nó về nhà nó đó, thì nó đang nằm trong phòng, lúc này là 1-2 giờ đêm rồi, tự nhiên không, cô chú nghe nó la hét sầm hết trơn á, còn nghe tiếng đùng 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 nữa. Nó cô chú mới hất hải chạy xuống á, thì thấy nó cầm cái điện thoại nó giục rất là mạnh đất, xong nó cầm nó giục rất là nhiều lần luôn, rồi xong rồi nó còn la hét nữa, rồi nó giống như nít vậy đó, nó ngồi nó khóc lóc tùm lum hết trơn á đó. Thì khi mà nghe vậy rồi thì anh Khải này mới ráng lục trong cái thẻ nhớ, anh kiếm cái thẻ nhớ coi là, để kiếm cái video đó coi là có xóa chưa, coi thử trong cái video coi là nó có cái gì. Thì do là đập nát nó, không biết là cái thẻ nhớ nó văng đi đâu mất tiêu á, không kiếm được cái thẻ nhớ luôn. Thì rồi bắt đầu là cả hai bên gia đình mới quyết định là đưa anh Trung lên bệnh viện tâm thần ở ngoài Quảng Ngãi coi là nó như thế nào. Thì bắt đầu là lúc này là cả gia đình mới quyết định là thôi để đưa anh Trung lên bệnh viện tâm thần đó. Thì khi đưa lên cái bệnh viện tâm thần như vậy đó, thì bác sĩ mới nói á, là khi mà chụp hình này nọ đồ xong, làm tất cả những cái như là bên ngoài xong, thì mới nói là sao kỳ vậy, cái bệnh nhân này á, là cái não rất là bình thường, chứ không có ảnh hưởng gì tới não hết trơn á, là não như người bình thường, nhưng mà không hiểu tại sao là cái trạng thái con người lại bị như vậy. Thôi thì bây giờ á, để cho anh Trung nhập viện ở lại đây đi, để chúng tôi kiểm tra. Đó, chúng tôi kiểm tra có gì là chúng tôi sẽ báo với gia đình, với lại ở đây á, chúng tôi cũng có những cái biện pháp để mà tránh cho cái anh Trung này là anh bị quậy phá, anh đập đồ đập đạc như vậy nữa. Thì khi mà nghe vậy đó, gia đình anh Trung mới đồng ý là cho con ở lại bệnh viện này. Và cái bệnh viện này cũng cách nhà của gia đình nó cũng tầm khoảng 50 cây số thôi, rất là gần, có gì chạy lên chạy xuống thăm hỏi nó cũng không sao. Khi mà cái anh Trung này anh ở trong cái bệnh viện vậy đó, thì anh Khải này đó là anh rất là thương bạn mình. À, thì cứ 2-3 ngày á, là anh Khải này có thời gian bắt đầu là đi mua đồ, mua đạc lên thăm bạn mình, giống như là mua sữa, mua bánh thì nọ đồ á. Và anh Khải nói á, suốt mấy tháng trời luôn, bệnh tình của anh Trung vẫn không có tiến triển xíu nào, vẫn cứ khùng khùng điên điên mà không nhớ anh Khải là ai hết á. Tới đó thăm giống như là thăm đứa con nít vậy á. Tới đưa bánh đưa sữa thì khoái lắm, cầm uống xong cái hồi nữa, có lúc thì sợ quá là tới cái là cầm bánh cầm sữa giục tùm lum hết trơn á, mà nhìn rất là tội nghiệp luôn, y như một đứa con nít vậy đó. Thì đột nhiên á, có một cái bữa hôm đó là sau mấy tháng rồi nha, có một cái bữa hôm đó đó là anh Trung á, anh Khải đang ở nhà đó, thì anh nghe được cái tiếng chuông điện thoại đó. Thì khi mà anh bắt máy lên á, anh mới nghe được một cái giọng nói của một người bác sĩ nói là bệnh nhân Trung á, đã thấy là một tuần lễ đây là bắt đầu từ từ là phục hồi rồi, cũng đã bình tĩnh trở lại rồi đó, nên chắc là khoảng một tuần nữa đó là sẽ cho xuất viện đi về. À, và anh Trung có dặn bệnh nhân Trung có dặn chúng tôi là gọi cho anh để mà nhờ anh lên để mà anh Trung gặp, để mà có việc nói chuyện. Thì khi mà anh Khải nghe vậy là anh Khải rất là mừng, là chưa kịp thông báo cho gia đình mình, chưa kịp thông báo cho gia đình Trung luôn, là bắt đầu là hất hải là xách xe là chạy một cái dèo lên trên bệnh viện luôn để gặp Trung coi là coi nó bị gì, với lại là cũng một phần nào đó là nghe nó kể lại coi là tại sao nó bị như vậy. Thì khi mà chạy lên như vậy đó, mà vô trong phòng bệnh đó, thì khi mà anh Trung gặp mặt anh Khải là anh Trung bắt đầu là bật dậy liền, anh Trung mới nắm tay anh Khải và dẫn đi xuống dưới bệnh viện đó, đi kiểu như xuống tầng trệt, tại vì anh Trung mới nằm tầng 2, thì mới dẫn anh Khải ra sau hè và ngồi ở một góc đó, và ngồi hai người mới nói chuyện với nhau. Thì cũng nói chuyện qua lại được tầm khoảng 5 phút á, thì anh Khải mới hỏi là ủa cái tối hôm đó mà mày bị gì mà sao tự nhiên tới bây giờ mày dậy luôn vậy, rồi sao giờ mày mới tỉnh lại nè, mà lúc mày bị mày có nhớ gì không? Thì anh Trung nói là lúc anh bị là anh không có nhớ gì hết trơn á. Anh mới nhớ được tầm khoảng 3-4 ngày thôi, và anh cũng kể lại cái sự việc mà tối hôm đó đó, và anh đã gặp được hiện tượng như thế nào mà để mà anh bị cái khùng khùng đi nghỉ luôn. Anh Trung mới nói là tao chưa có xóa cái video đó. Tối hôm đó đó, khi mà mày nói vậy xong á, tao mới chạy về nhà, tao nằm vô phòng á, tao mới hí hai hí hửng là tao tính tao lấy cái video đó up lên Facebook. Nó kiểu như là tao ghi Khải cứu người này nọ rồi đó, để cho kiểu như là câu like chơi thôi. Nhưng mà không hiểu làm sao á nha, tao cứ đăng lên, mặc dù là tao mày cái điện thoại tao có kết nối wifi, mà wifi ở nhà đóng tiền rồi, mà tao cứ đăng lên á là nó cứ báo lỗi, tao cứ đăng cái video lên là báo lỗi. Mà tao đăng 5-6 lần vậy đó, tao mới bực bội quá, tao mới mở lên, tao mới vô trong cái thư mục ảnh, thư mục phim ở trong điện thoại, tao coi thử coi là nó bị cái gì mà sao tự nhiên là đăng lên lỗi hoài vậy. Thì khi mà
khi mà tao mở lên tao coi á, tao nhìn vô đó, tao nhìn rõ ràng nó bình thường hết luôn nha. Cái cảnh mà tao tao đứng lại tao quay phim, mày đi từ từ tới mày vừa đi mày vừa nói là rất là rõ ràng luôn. Tao còn quay phim thấy con nhỏ nó đứng trên cái lan can cầu nữa, rất là rõ ràng y y như cũ vậy đó. Nhưng mà có một cái điểm rất là ghê là sau khi mà mày quơ tay đó, mày quơ tay hụt con nhỏ đó mà mày quay lại, mày bò bò lết lết lại phía tao đó nha, thì cái lúc này á, tao để ý ở trong cái màn hình điện thoại á, là ngay cái chỗ mà cái con nhỏ đó hồi nãy mà nó mới nhảy xuống á, là đúng con nhỏ nó là nó đang leo lên mày ơi. Đó, tao nhìn rõ ràng, tao thấy nó đang leo lên mà người nó ướt sũng, mà tóc tai nó phủ xuống mặt vậy nè, ướt nhẹp hết nguyên người luôn. Nó đang leo 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 lên cái thành cầu rồi, nó leo nó bò sau lưng mày đó. Đó, nó bò 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 sau lưng mày, mày bò tới đâu là nó bò tới đó, nhưng mà nó không có bò theo mày mà nó nhìn thẳng vô trong cái màn hình giống như là nó nhìn vô mặt tao vậy đó, giống như nó vừa bò theo mày mà nó nhìn thẳng vô mặt tao, nó bò 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 lại đó. Đó, thì khi mà tao thấy được cái đó, đó là tự nhiên tao tao sợ quá, tao sợ quá, tao tao la lên, tao giục cái điện thoại, tao giục cái điện thoại, tao la hét lên là từ cái lúc đó tới bây giờ là tao không có nhớ gì luôn á, tao chỉ nhớ lại mấy 3-4 ngày trước là tao mới tỉnh dậy ở trong cái bệnh viện tâm thần thôi. Đó, còn còn lại tất cả những cái lúc mà tao bị khùng khùng điên điên mà tao chỉ nghe bác sĩ kể lại gì mà tao không có nhớ cái gì hết trơn á, là từ lúc tao cầm họ tao giục cái ầm cái tao la hét lên cái là tao rồi xong, là coi như là tao không có nhớ được cái gì luôn, nó giống như là tao bị xỉu luôn vậy đó. Thì khi mà kể lại cái câu chuyện này xong á, là anh Khải này em mới biết rồi, thì chắc chắn là cái hồn ma đó đó là đã ám ảnh, đã đi theo anh Trung rồi. Thì anh Khải cũng nói là cũng có trách vài câu đó, đó mà thấy chưa, tao nói rồi ma đó mà mày quay phim tao kêu mày về mày xóa liền đi, mà mốt mày gặp mấy cái tình huống như vậy đó mày cũng đừng quay phim, biết đâu mà mày quay phim người ta tự tử hay là cái hồn ma vậy nữa mất công nữa. Nó thôi mốt đừng vậy nữa, nghe không, thôi giờ gán nằm tịnh dưỡng, gán nghỉ ngơi tầm khoảng tuần lễ đi, rồi tao kêu gia đình mày, gia đình tao lên rước mày về, rồi gia đình mở đi đi ăn lẩu ăn mừng này nọ đồ, mày dù sao mày cũng hết bệnh rồi, rồi xong rồi đi chùa chiền gì đó để kêu ở thầy này nọ cúng cho mày, cúng giải hạn cho mày nó. Anh thì anh Khải anh chỉ nói vậy thôi đó, rồi xong rồi anh Khải anh cũng về, anh cũng về và anh cũng cũng nói với bên gia đình bên anh Trung là chạy lên thăm thăm anh Trung. À, mình quên một cái chi tiết nữa, trước khi về như vậy đó thì anh Khải này đó anh mới đưa cái điện thoại của mình cho anh Trung sử dụng. Anh nói là thôi bây giờ mày ở trong đây mày cũng không có điện thoại, mày lấy cái này của tao mày xài đi, có gì mày muốn gọi cho tao á thì mày gọi cho số của ba tao á, tao ở nhà tao cũng có máy tính rồi, không sao hết trơn á, thì từng lễ nữa mày khi nào mày ra viện mày mua cái mới đó thì mày trả lại cho tao. À, sau đó mới về, bắt đầu là mới thông báo cho bên gia đình Trung lên thăm ha. Thì á ba ngày sau đó, lúc này là 6 giờ sáng, 6-7 giờ sáng là anh Khải anh tỉnh dậy. Thì khi mà anh dậy đó, ba anh mới chạy ra nói nó, ê hình như tối qua thằng Trung nó gọi cho con hay gì á, mà tại vì tối ba ngủ ba hay để chế độ im lặng lắm nên ba không có nghe, con coi coi thấy hình như nó gọi nhiều lắm á. Thì anh Khải này anh mới giật cái điện thoại và anh cầm anh coi. Anh coi thì anh thấy là có 5 cuộc gọi nhỡ của số của số ghi là con trai, thì đương nhiên cái số này là cái số của anh Khải, mà cái số điện thoại của anh Khải đã đưa cho anh Trung mượn đó nha. Thì thấy là 5 cuộc gọi nhỡ luôn. Thì lúc này là anh Khải anh mới gọi lại và nói là khi mà anh gọi lại vậy đó thì có một người bắt máy lên. Cái người đó đó chính là mẹ của anh Trung. Đó, thì khi mà bắt máy lên á thì cái cô này cũng mới là vừa khóc vừa nói là con ơi thằng Trung nó nhảy lầu tự tử rồi. Đó là bây giờ là bác ở trên chợ bác sĩ người ta mới gọi cho cô nè, cô cũng đang trên đường cô chạy lên chợ để mà nhận xác nó về đó. Tại trời ơi, khi mà anh Khải anh nghe tới đây rồi á là anh đứng hình luôn, anh nói là anh lúc này là anh kiểu như là anh muốn chết đứng luôn vậy đó. Tại vì một cái tin mà sét đánh ngang tai, bạn mình nó mới vừa hết đây là tưởng đâu là 2-3 ngày nữa là nó được về rồi mà tự nhiên giờ nó nhảy lầu tự tử đó. Thì anh bắt đầu là anh suy sụp tinh thần luôn, nhưng mà anh cũng nói gia đình là thôi để chạy lên chợ để phụ giúp, tại vì hai bên gia đình cũng qua lại thân thiết với nhau lắm đó. Rồi lúc này là anh nói là anh không chạy xe nổi luôn, mà là ba anh là phải chở anh đi luôn, chứ đáng lẽ là anh phải chở mẹ anh á, nhưng mà cái này là anh chạy không nổi nên anh mới nhờ ba chở mình lên trên bệnh viện để coi như thế nào. Thì khi mà chạy lên bệnh viện vậy á thì bên bác sĩ mới nói là mới tầm khoảng nửa tiếng trước á là bên gia đình anh Trung đã lên và đem xác anh Trung về nhà rồi, thì bắt đầu là mới quay đầu chở về chạy qua nhà anh Trung. Thì khi mà chạy qua tới nhà anh Trung rồi đó thì anh Khải thấy là anh Trung đã được bỏ vô quan tài rồi và người ngợm cũng đã được lau chùi sạch sẽ rồi, nhưng mà vẫn còn vương vấn lại rất là nhiều cái vết máu kiểu như là mà lau chưa sạch đó mọi người ha, vẫn còn rất là nhiều cái vết máu trên người luôn. Và anh Trung nhìn thấy là 4 cái khớp tay khớp chân này nọ rồi là gãy gãy nát hết luôn
nó không có lìa thôi, nhưng mà anh Trung thấy là khi mà gờ vào nó rất là mềm luôn, có nghĩa là nó đã bị gãy, nó bị gãy nát hết trơn luôn rồi. Và cái hình ảnh đó, trời ơi, nó rất là đau lòng luôn. Và anh Trung là anh Khải là một người rất là thương bạn mình, và một cái sự việc xảy ra trong suốt cái quá trình như vậy đó, và bây giờ dẫn tới một cái chết nó thương tâm như vậy đó, là anh Khải là nó nói là anh không khóc nổi luôn, mà anh không khóc được luôn, mà anh rất là đau lòng, anh rất là thương bạn mình. Mặc dù như chết bình thường nó chết, còn cái này là chết do nhảy lầu ha, tay chân thì gãy hết luôn, máu me đầy trên người luôn. Và anh nhìn cái cảnh tượng đó là anh nói là muốn khóc mà anh khóc không nổi luôn đó. Rồi sau đó là ảnh cũng ở lại đó. Ba mẹ anh thì cũng tới thắp nhang chút xíu thôi là về, nhưng mà ảnh thì anh Khải anh vẫn ở lại đó để anh phụ giúp gia đình, phụ giúp gia đình để mà làm cái công việc mà mai táng này nọ, rồi làm đám ma. Và nói là suốt 3 ngày đó là anh không ngủ luôn, anh ngồi kế bên quan tài của thằng bạn mình, anh đốt cái tiền vàng bạc cho nó, rồi anh lâu lâu anh thắp nhang cho nó để cho nó ấm người. Thì 3 ngày sau là xong xuôi, là bắt đầu là đem anh Trung đi chôn, đi chôn xong rồi bắt đầu là cả gia đình mới kéo về bên nhà của anh Trung đó. Thì lúc này là mọi việc cũng đã xong rồi, thì mọi người cũng đã đỡ đỡ phần nào rồi. Thì anh Khải anh mới hỏi là ủa sao mà thằng Trung nó nhảy lầu vậy, hỏi ba của bà Trung đó, thì ủa sao Trung nó nhảy lầu chú. Thì ba của bạn Trung mới kể lại là khi mà nghe điện thoại về xong á là chạy lên. Lúc mà chạy lên thì bác sĩ có nói lại là tự nhiên không á, 3 giờ đêm. Tự nhiên không 3 giờ đêm á là tự nhiên nó la hét âm sùm hết trơn á. Thằng Trung nó la hét ó âm sùm là y như trạng thái ban đầu luôn. Lúc này là 3 giờ đêm rồi, bác sĩ mới bắt đầu là lúc đó là ca trực rất ít luôn, là chỉ còn có 1-2 người ở đó thôi. Thì mới hè nhau vô mà bắt đầu là kéo tay kéo chân của cái anh này lại để cho anh này anh nằm xuống giường á, có kiếm đồ chói lại luôn á nha. Nhưng mà anh Trung này anh rất là mạnh luôn, anh bung ra hết luôn, và anh rất là sợ nha. Anh vừa chạy anh vừa hoảng sợ, anh la hét không được, anh chạy vòng trong phòng đó, là với một cái thái độ rất là hoảng sợ luôn, giống như là có ai mà đang đi theo, đang rượt, đang dí cái anh Trung này vậy đó. Nó vừa chạy vừa nhìn sau lưng mà rất là hoảng sợ, la hét sùm hết. Mà tầm khoảng được chừng khoảng 10 phút đó là anh chạy thẳng ra ngoài lan can, và không có ai phản ứng kịp hết. Ông chạy rất là lẹ luôn, không có ai ôm lại kịp hết. Ông chạy thẳng ra lan can và ông nhảy lên là ông gieo mình, ông xuống dưới lan can, là nghe một cái đùng một cái là nhìn xuống dưới là thấy ông là ông chết liền tại chỗ. Ông nằm ở dưới đất đó, tại vì lầu 2 mọi người ha, nằm một cái đùng xuống dưới là nhìn xuống dưới là thấy là bê bết máu luôn, là anh Trung này là anh chết tại chỗ luôn. Trời, nghe tới lúc này á, cái lúc này anh Khải anh mới khóc được. Anh nghe lại cái câu chuyện đó là anh vừa nghe và anh vừa khóc, anh khóc như một đứa con nít luôn, anh khóc rất là nhiều luôn. Anh nói lúc này khi mà lo cho thằng bạn mình nó chu tất đầy đủ rồi đó, thì lúc này là anh nhẹ lòng chút xíu rồi, thì lúc này anh mới khóc được. Và anh ngồi anh khóc như một đứa con nít vậy. Thì khi mà anh khóc xong vậy đó, thì anh cũng vô thắp nhang cho anh thắp nhang lên bàn thờ, rồi bắt đầu là anh mới chào cả nhà của bạn của anh Trung này, anh đi về. Thì khi mà anh đi về tới nhà ấy nha, thì ba của anh mới kêu nè, điện thoại con là Khải. Thì ba mới nói là khi mà mai táng, khi mà ba qua thắp nhang vậy đó, thì có cái thằng anh hai của nó đó mới đưa lại cái điện thoại, tại vì nói là khi mà thằng Trung á nó nhảy lầu vậy, cái điện thoại nó còn nằm ở trên giường, nó còn rớt trên giường đó, thì người ta biết đây là cái điện thoại của con, nên là người ta trả lại cho ba, kêu ba để cho khi nào mà con nhẹ lòng chút xíu rồi đó thì ba trả lại, ba đưa lại cho con. Thì lúc này anh Trung anh Khải cũng ậm ừ rồi anh cầm điện thoại anh đi vô phòng đó, thì anh nằm kiểu như anh nằm anh vừa nhớ bạn mình mà cũng vừa mới khóc xong nè đó, thì ông cũng cầm điện thoại anh dọc thì khi mà anh dọc cái điện thoại vậy, anh cũng nhìn thấy là trong cái nhật ký cuộc gọi là có 5 cuộc gọi đi, là ghi chữ 3 là cái số của ba anh đó, là với là anh Trung là anh Trung anh đã cố gắng anh gọi cho ba của anh Khải để mà gặp anh Khải đó. Thì thấy cái cuộc cái cuộc gọi nhỡ là vào lúc 2 giờ nè, 2 giờ 10, 2 giờ 15, 2 giờ 20, là trước khi mà anh chết tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ là đã cố gắng gọi cho anh Khải này rồi. Đó, thì khi mà đọc tới đây, khi mà thấy tới đây anh cũng rất là buồn rồi. Đó, và anh cũng vô tình anh vô trong cái phần tin nhắn anh đọc. Đó. Thì khi mà anh bấm vào anh coi cái thư nháp đó, thì anh thấy nội dung nó chỉ có 5 chữ thôi, là nó không tha cho tao. Và cái số điện thoại đã bấm sẵn cái chữ 3 luôn rồi, nhưng mà chưa bấm cái chữ gửi, là nó vẫn còn luôn lại trong tin nhắn nháp, và vẫn chưa kịp gửi cái phần tin nhắn đó đi luôn. Đó, là nội dung chỉ có 5 chữ là nó không tha cho tao.
Đó, thì đây là cái nội dung này là do anh Trung anh đã cố gắng ảnh nhắn lại cho, và nội dung tin nhắn này là không giấu nha mọi người nha, đó là đã cố gắng nhắn lại để cho anh Khải anh biết để mà anh chạy lên hay là anh cứu anh Trung hay là như thế nào đó. Trời ơi, khi mà anh Khải anh đọc được tới cái tin nhắn này là rồi anh khóc tiếp, anh khóc sướt mướt luôn, anh khóc như một đứa con nít luôn đó. Anh khóc mà anh vừa khóc anh vừa là vừa vừa la vừa ấy rồi đòi lên, thì ở ở nhà mới thấy vậy mới chạy xuống hỏi làm sao á, thì mới đưa cái điện thoại cho ba của anh Khải coi á, là coi ở cái dòng tin nhắn là nó không tha cho tao á, là đang chuẩn bị gửi đi vậy. Thì cũng cả nhà anh Khải cũng rất là buồn luôn, rất là đau buồn luôn đó. Và anh Khải cũng nói cái phần tin nhắn đó là anh vẫn lưu lại, anh vẫn chụp màn hình lại và anh giữ cái tấm hình đó cho tới hiện tại bây giờ luôn đó, và anh cũng gửi cho mình coi, nhưng mà anh nói là thôi em coi em biết vậy thôi chứ em đừng có đăng lên cho người này người kia tao coi, tại vì anh không có muốn mà quá nhiều người biết tới cái số điện thoại này, và thấy không quá người biết tới cái tin nhắn này, muốn biết thì biết cái câu chuyện đó thôi đó. Thì mình cũng có hứa với ảnh là mình sẽ không có đăng tải cái tấm ảnh mà cái phần tin nhắn nháp đó với cái nội dung như vậy đó. Thì đây là một cái câu chuyện, đây là một câu chuyện do anh Khải năm nay đã 29 tuổi sinh sống ở Điện Bàn Quảng Nam gửi về cho mình. Mọi người thấy câu chuyện nó như thế nào? Đó, riêng mình thấy đó, khi mình đọc đó, là mình cảm thấy là nó không có quá nhiều chi tiết kinh dị, nó chỉ kinh dị cái chỗ là anh đó anh coi lại cái điện thoại và anh thấy cái hồn ma cô gái đó bò 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 vậy thôi, nó chỉ có duy nhất một cái khúc kinh dị đó thôi. Nhưng mà một cái câu chuyện này là cả một cái câu chuyện nó rất là cảm động và nó mang cho mình đến một cái bài học nó như thế nào. Thì cái bài học đó là khi mà các bạn không biết gì về tâm linh, không tin có ma hay gì đó thì đó là chuyện của các bạn. Các bạn có quyền im lặng, có quyền im lặng đi, các bạn đừng bao giờ chiêu ghẹo những người như cõi âm như vậy. Mình và tất cả những bạn, mình biết mình và tất cả các bạn coi những kênh này á, ai cũng đều tin vào chuyện tâm linh và ai cũng đều tin có ma, nhưng mà vẫn có một số ít bạn á, là không có tin vào cái chuyện này. Nhưng mà mình khuyên các bạn á, tin hay không tin gì đó, các bạn cũng đừng nên bao giờ chiêu ghẹo những người âm như vậy, tại vì mình sẽ không biết cái chuyện gì nó xảy ra đâu. Giống như cái câu chuyện này, anh Trung anh đã quay phim lại cái người đó đó, mặc dù là anh không biết người này là ma, và mình cũng không biết là anh Trung này anh có tin có ma hay không đó, nhưng mà anh đã vô tình quay phim lại về và anh không chịu xóa cái video, dẫn tới một cái sự việc là cái chết thương tâm đến với ảnh như vậy đó. Thì đây là một cái câu chuyện nó rất là cảm động luôn, nó rất là thương tâm vậy luôn đó. Thì câu chuyện này cũng rất là dài, mình kể tới bây giờ là cũng 30 mấy phút rồi ha mọi người ha. Thì thôi mình cũng xin kết thúc ở đây. Nếu mọi người xem cái chuyện này mọi người có thấy hay hay không, hay là mọi người có tin vào cái câu chuyện này hay không đó, thì mọi người cũng comment lên cho mình biết nha, để mình xem thử là mọi người có tin cái câu chuyện này hay không đó. Mà nếu được nữa thì mọi người có thể là chia sẻ cái video này đến cho rộng rãi tất cả các bạn của mình cùng nghe, để khi mà người ta nghe, người ta đăng ký cái kênh của mình á, thì kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển hơn. Thì khi mà càng ngày càng phát triển hơn thì có rất là nhiều bạn sẽ gửi chuyện về cho mình, và mình sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện hay giống như cái chuyện ngày hôm nay để cho tất cả mọi người trong kênh mình cùng nghe. Những cô chú anh chị ở bên nước ngoài cũng vậy, nếu mà cảm thấy hay thì nếu giúp con một chút xíu là chia sẻ ra cho tất cả những cộng đồng người Việt ở tất cả khắp nơi trên thế giới đó biết được cái kênh của con đó. Thì khi mà như vậy là người ta cũng sẽ kể lại cho con những câu chuyện ma mà người ta gặp được ở bên nước ngoài cũng có nè, ở bên ở Việt Nam cũng có, là tại vì cái kênh của con cũng đã kể rất là nhiều chuyện mà các cô chú anh chị đã gặp được ở bên nước ngoài luôn đó, và các cô chú anh chị đã gửi về cho con cũng đã kể lại ở trong cái kênh của con rất là nhiều chuyện rồi đó. Con mong là tất cả mọi người là hãy góp tay một chút xíu, chia sẻ cái video của con đến rộng rãi mọi người cùng xem nè, và mọi người nhớ bấm đăng ký để mà cái kênh của con nó càng ngày càng có nhiều người theo dõi hơn, càng ngày càng phát triển hơn và có nhiều câu chuyện ma để kể cho mọi người hơn ha. Rồi chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon, và các chú anh chị ở bên nước ngoài có một cái buổi sáng làm việc thật là vui vẻ ha mọi người ha. Xin chào mọi người.